Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã trở lại với KTV Channel. Thưa quý vị, ở những video trước, KTV đã chia sẻ với quý vị cài đặt cái ví Zepo trên điện thoại smartphone. Và mới đây thì ví Zepo đã chính thức hỗ trợ trên trình duyệt web. Và hiện tại, quý vị có thể cài đặt và thêm cái ví Zepo trên các trình duyệt Chrome, Edge và Firefox. Vậy thì ở video này, tôi xin chia sẻ cùng quý vị cài đặt và thêm các tiện ích ví Zepo vào trình duyệt web Chrome. Bước thứ nhất, ở đây tôi đã truy cập vào địa chỉ zepo.io. Rồi, trong cái phần download, tôi sẽ chọn Zepo Extension. Và ở đây tôi sử dụng trình duyệt Chrome, cho nên tôi sẽ chọn vào Download from Chrome. Chọn thêm vào Chrome. Chọn thêm tiện ích. Quý vị sẽ thấy Zepo Extension đã được thêm vào Chrome. Bây giờ tôi sẽ bật lên. Và đây là cái biểu tượng ví Zepo. Tôi sẽ chọn vào. Rồi, chọn tiếp vào cái Start. Ô thứ nhất, tôi sẽ đặt mật khẩu. Ô thứ hai, tôi sẽ nhập lại mật khẩu một lần nữa. Nhập xong, chọn vào Next để tạo một cái ví mới. Tôi sẽ chọn vào Credit Wallet. Chọn tiếp vào Review My Memory. Và đây là cái dãy 12 ký tự tôi sẽ lưu lại. Quý vị lưu ý, cái dãy 12 ký tự này phải tuyệt đối giữ bí mật. Sau khi sao chép và lưu lại 12 ký tự, tôi sẽ chọn vào Continue. Và ở đây, tôi cần xác nhận cái dãy thứ tự 12 ký tự này. Số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Số 6, số 7, số 8, số 9, số 10, số 11 và số 12. Rồi, sau khi nhập chính xác thì nó sẽ hiện cái dòng màu xanh. Chọn vào Like. Phần này các bạn có thể đặt tên cho cái ví. Tôi sẽ để nguyên và chọn vào Continue. Ok, vậy là đã tạo xong cái ví Zepo trên cái trình duyệt web Chrome. Để gửi hoặc là nhận coin hoặc token, quý vị chỉ cần tìm đến
cái đồng coin hoặc là token mà quý vị. Ví dụ ở đây là cái BLB BEP20 thì nó chạy trên cái mạng lưới BEP20. Quý vị chỉ cần chọn vào resale để lấy cái địa chỉ này, sau đó gửi coin. Quý vị chỉ cần lưu ý, quý vị chọn cái mạng lưới nào thì chọn chính xác cái mạng lưới đó, vì hiện nay ví Sample hỗ trợ rất nhiều các mạng lưới và đã có rất nhiều người gửi nhầm cái mạng lưới, việc đấy lại coin hoặc token rất chi là khó khăn, thậm chí là sẽ bị mất. Ví dụ ở đây mặc định nó có ERC20, BTC, BEP20, Solana, Terra, Dog. Đây mạng lưới AVAX, C-Chain, mạng lưới Polygon. Đó, rất nhiều các mạng lưới. Nếu quý vị gửi nhầm, khả năng rất lớn là sẽ bị mất coin, mất token. Và trên ví này, quý vị có thể swap trực tiếp. Quý vị sử dụng cái chain nào thì quý vị swap cái chain, chọn cái chain đó để swap. Và quý vị cần phải có cái đồng coin của cái mạng lưới đó để nạp phí swap, phí giao dịch. Ví dụ ở đây tôi sử dụng cái mạng lưới BNB BEP20 thì bắt buộc phải có cái đồng BLB để nạp phí swap. Trong cái phần My Wallet, quý vị có thể thêm những cái ví mới, cài đặt hoặc tạo thêm những cái ví mới trong cái phần Add Wallet. Và quý vị đã từng sử dụng cái ví MetaMask thì thao tác nó cũng tương tự như vậy. Rồi, và đến đây thì tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video.